Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cuộc Sống Tây Ban Nha. Mình là Mỹ Phượng, rất vui được gặp lại mọi người nha. Bây giờ tụi mình hãy cùng bắt đầu một ngày mới nào. Chào buổi sáng mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Cuộc Sống Tây Ban Nha. Sáng nay thì trời trong xanh và nắng rất là đẹp luôn. Cực kỳ nắng, cực kỳ đẹp. Ngày hôm qua thì không có tin tức gì mới hết. Nhìn chung thì mọi việc vẫn đang diễn biến rất là tốt ở Tây Ban Nha. Và có rất là nhiều hy vọng là sau tuần cách ly thứ 6 thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn và cuộc sống sẽ dần dần ổn định lại hơn. Sáng nay thì Phượng không có dậy sớm được, cho nên là hiện giờ thì khá là trễ rồi, khá là buổi trưa rồi. Phượng không dậy sớm được ngày hôm nay là bởi vì tối hôm qua Phượng upload cái video clip của mình, nhưng mà không hiểu tại sao nó cứ bị nghẽn và Phượng mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Cho tới gần 3 giờ sáng thì Phượng mới up xong cái clip ngày hôm qua, cho nên là rất là mệt luôn. Và thật sự là sáng nay Phượng cũng không có tâm trạng lắm để nói chuyện với mọi người. Rất là xin lỗi mọi người luôn. Phượng vẫn quay nhưng mà sáng nay khá là buồn, bởi vì ngày hôm qua có nhiều tin tức buồn. Trong vòng gần 6 tuần lễ nay thì đã có rất là nhiều những cái người thân, người quen qua những cái mối liên hệ với bạn Phượng có cái vấn đề với virus, và nhiều người phải nhập viện, nhiều người trong bệnh viện, và cũng một số người mà tụi Phượng quen biết đã qua đời. Nhưng mà ngày hôm qua thì buồn lắm, tại vì có một vài người mà tụi Phượng thật sự là cũng không phải là thân, nhưng mà là biết nhiều, và tự nhiên mình thấy cái sự việc nó ở gần mình á, mình cảm thấy rất là đau lòng. Cái virus này nó quá là đáng sợ, và có một cái việc tới bây giờ Phượng vẫn không hiểu nổi là WHO đã làm gì, và bây giờ người ta đang nói là họ muốn điều tra, họ muốn truy tố gì vân vân, nhưng mà Phượng không biết làm sao để mà truy tố trách nhiệm cho một cái người nào đó mà thật sự có cái liên đới, có cái trách nhiệm trong cái vấn đề này để xảy ra cái bệnh dịch lan tràn như vậy. Và Phượng cũng thắc mắc là tại sao ở tất cả các quốc gia mà có cái bệnh dịch này xảy ra thì họ đều bắt đầu bằng cái suy nghĩ là đây chỉ là một con virus bình thường, cảm cúm bình thường thôi, không có gì đáng lo ngại. Thì Phượng không biết cái suy nghĩ đó, cái câu chính xác là cái câu đó nó từ đâu ra, và hầu như tất cả các quốc gia mà ở châu Âu khi mà nghe đến virus này và họ đều bắt đầu cái suy nghĩ bằng cái câu nói đó, và sau đó thì họ mới gặp những cái hậu quả này kia như bây giờ. Thì Phượng thắc mắc là cái câu tuyên truyền đó nó ở đâu ra, cái câu nói đó nó ở đâu ra. Ngày hôm nay thì rất là tiếc bởi vì trời rất là đẹp, trời nắng đẹp lắm các bạn. Trời nắng rất là đẹp luôn. Nhưng mà Phượng xin lỗi là Phượng thật sự cũng không có tâm trạng lắm. Vẫn còn rất là không biết nói gì á. Mình cảm thấy nó thật là kinh khủng. Nói chung là không có biết nói gì luôn. Cho nên là Phượng tạm thời kết thúc buổi sáng ở đây. Và mọi người bắt đầu một ngày mới nhiều năng lượng, tích cực hơn, và một ngày an lành nha. Đây là một người đi chợ mới về. Sáng nay thì Phượng thấy nhiều người đi chợ lắm, nhưng mà Phượng không có quay được, cũng không nghĩ là sẽ quay lại. Ở đằng xa kia thì có người cho chó đi dạo, rồi có người đi chợ. Nói chung là người ta bắt đầu đi ra đường thoải mái hơn rồi. Và cái này cũng hơi bị đáng lo, tại vì người ta nghĩ là tình hình dịch bệnh đã tốt hơn rồi á, cho nên là sáng nay thấy mọi người đi lại nhiều hơn. Mọi người xem cây hoa lan của Phượng nở đẹp chưa?
Em này mùa xuân nào cũng nở hoa rất là đẹp luôn. Rực rỡ. Rực rỡ một góc nhà. Quá trời đẹp luôn. Khói được đốt lên không? Là do ngày hôm nay bớt lạnh rồi đó. Hôm nay thì trời rất là đẹp luôn. Nói chung là cũng có khả năng là sẽ mưa, nhưng mà hiện giờ thì trời đẹp. Trời quang mây tạnh, chim hót cứ lo. Chia sẻ sơ sơ cái gánh hàng hôm nay của Phượng không được nhiều lắm, bởi vì hôm nay thì Phượng order những cái thứ còn thiếu mà siêu thị họ họ giao còn thiếu của mình á, thì họ giao thêm cho đủ. Lần trước thì Phượng có kể cho các bạn là Phượng order ở siêu thị nhưng mà họ giao thiếu rất là nhiều, hơn 20 item, 20 món. Sau đó thì Phượng phải liên lạc họ trong vòng cả tuần lễ thì họ mới mới hỏi mình, họ cuối cùng họ mới giải quyết và hỏi mình là mình lấy hàng hay là mình nhận lại tiền. Thì Phượng vẫn order hàng và hôm nay họ giao vẫn còn sai sót các bạn, cho nên rất là mệt luôn. Nhưng mà đây là những cái hàng mà Phượng đặt từ 2 tuần trước, tính ra là 2 tuần trước. Nói chung là cũng rất là vất vả, cũng rất là khó khăn. Nhưng mà đã có ở nhà rồi thì mừng thôi. Mọi người xem thử hôm nay Phượng làm món cá lăn bột như thế nào nha. Ngoài cá thì Phượng có một cái trứng gà và bột ha. Thì có gì Phượng làm đó thôi. Phượng sắp đặt trứng. Bây giờ Phượng bắt chảo dầu lên. Rồi, dầu đã nóng rồi ha. Bây giờ Phượng bắt đầu nhúng cá vào bột. Thì mẹ Phượng nói là phải nhúng cá vào bột trước. Sau đó mình cho qua cái lớp trứng này. Lại với một lần nữa. Và đây là thành phẩm của Phượng ngày hôm nay. Phượng kết thúc video clip ở đây và chúc mọi người có một ngày thật an lành, thật vui vẻ và khỏe mạnh nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye!